Xin kính chào quý khán giả, mời quý khán giả đến với chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý khán giả, hôm nay kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tiếp tục với nhiều nội dung quan trọng. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật công đoàn sửa đổi. Theo đánh giá, qua 12 năm ban hành, luật công đoàn cần tiếp tục được sửa đổi bổ sung nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với hiến pháp và hệ thống pháp luật, nhất trí với việc sửa đổi toàn diện dự án luật. Các đại biểu cho rằng còn nhiều vấn đề cần thiết khác phải được đặt ra trong quá trình xây dựng dự án luật công đoàn sửa đổi, như tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, từ phong trào công nhân, khuyến khích xã hội hóa nguồn lực, xây dựng mô hình tổ chức công đoàn theo hướng mở, linh hoạt, nhất là ở các doanh nghiệp. Tổ chức công đoàn là một tổ chức hoạt động đại diện và về người lao động, nhưng có tính chất là tự nguyện, chứ không phải là một tổ chức nằm trong cơ cấu thành phần của một tổ chức sản xuất. Vì thực tế, các chủ doanh nghiệp chỉ khi nào người ta thấy sự cần thiết và tổ chức công đoàn chứng minh được rằng có tác dụng hỗ trợ và giúp đỡ cho doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả thì người ta sử dụng lao động mới có thể tạo điều kiện. Và còn thực tế thì hầu như cũng chủ doanh nghiệp cũng rất khó chấp nhận được việc này nếu có quy định trong luật công đoàn. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để việc sửa đổi các chính sách trong dự án luật bảo đảm toàn diện, sâu sắc, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và đòi hỏi của thực tiễn. Một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, quán triệt, thể chế hóa các quan điểm của Đảng bằng các quy định cụ thể của dự thảo luật nhằm đảm bảo quyền của công đoàn một cách thực chất. Khoản 5 điều 24 quy định, nhà nước có trách nhiệm kịp thời xử lý kiến nghị của công đoàn liên quan đến chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người lao động. Song tôi cho rằng những quy định trên mới chỉ là điều kiện cần, chưa phải là điều kiện đủ để bảo đảm các kiến nghị sau giám sát của công đoàn được thực hiện trong thực tế. Vì vậy, bên cạnh việc quy định công đoàn có các quyền kiến nghị sau giám sát thì còn thiếu các quy định về đối tượng giám sát, quyền và trách nhiệm của các đối tượng được công đoàn giám sát. Công đoàn cơ sở được ví như một cậu bé tí hon nhưng đang phải khoác trên mình một cái áo quá lớn, lúng túng và bất lực. Cán bộ công đoàn cơ sở đều hưởng lương từ doanh nghiệp, luôn chịu sức ép từ người sử dụng lao động. Điều này rất khó tạo ra sự bình đẳng trong hoạt động. Vì vậy, cần thiết phải cụ thể hóa cơ chế này bằng pháp luật để công đoàn độc lập hơn với người sử dụng lao động. Trước hết là độc lập về tổ chức, chủ động về tài chính và có một chính sách bảo vệ cán bộ công đoàn hữu hiệu. Trên cơ sở kế thừa luật công đoàn 2012, dự thảo luật công đoàn sửa đổi trình Quốc hội lần này được xây dựng có bố cục gồm 6 chương, 36 điều, trong đó sửa đổi bổ sung 32 điều, thêm mới 4 điều, bỏ 1 điều so với luật công đoàn hiện hành. Nhân dịp đại lễ kỷ niệm 85 năm ngày khai sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo 18 tháng 5 1939, 18 tháng 5 năm 2024 âm lịch, sáng nay đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến thăm chúc mừng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo cơ sở và các vị chức việt Phật giáo Hòa Hảo tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Đoàn đến thăm chúc mừng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ở các phường Thới Thuận, Trung Kiên, quận Thốt Nốt. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết, thời gian qua, đồng bào các tôn giáo luôn đoàn kết gắn bó cùng với Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị thành phố. Trong đó, Ban đại diện, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo luôn đóng góp vai trò quan trọng. Bí thư Thành ủy mong muốn đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Chúc các vị trong Ban đại diện, Ban trị sự cùng đồng bào Phật giáo Hòa Hảo nhân kỷ niệm 85 năm ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo vui tươi hạnh phúc, tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay đóng góp vào sự nghiệp phát triển của thành phố và đất nước. Hôm qua, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy có buổi giám sát công tác thi hành án dân sự huyện trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. Qua giám sát công tác thi hành án dân sự huyện Thái Lai trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá tốt. Việc tiếp nhận và phân loại án được thực hiện đúng quy trình, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đạt 100%, đảm bảo đúng quy trình, không có đơn tồn động. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự của huyện quan tâm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chi cục thi hành án dân sự tập trung thực hiện thi hành án, đảm bảo đạt yêu cầu chỉ tiêu về số việc và số tiền được giao.
Sáng nay, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo các quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ chủ trì hội nghị. Hội nghị tiến hành phản biện dự thảo tờ trình và quyết định ban hành tiêu chí tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa ấp khu vực văn hóa xã phường thị trấn tiêu biểu, ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh công chức viên chức lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành định mức kỷ luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, danh mục khuyến nông giống cây trồng vật nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các đại biểu đều cho rằng nội dung các dự thảo này có sự ảnh hưởng tác động rất lớn đến quyền lợi của nhân dân và đối tượng nằm trong tờ trình quyết định. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung phân tích các vấn đề như sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo, sự phù hợp của văn bản đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và từ thực tiễn của các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 4 tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng các hệ lớp bồi dưỡng ở Học viện Chính trị khu vực 4 vào sáng nay. Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Học viện Tiến sĩ Phan Công Khanh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị, khẳng định việc nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị là yêu cầu tất yếu nhằm góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo phương châm khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại, đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đi vào nề nếp, nhất quán từ trung ương đến cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, chú trọng chất lượng hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Cũng trong sáng nay, Chi cục Thủy lợi thành phố phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ tổ chức khai giảng lớp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về quản lý giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và kỹ năng sơ cấp cứu cho công tác khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2024. Trong thời gian 3 ngày, 32 học viên được nghe các báo cáo viên giới thiệu trình bày nội dung Nghị định số 03 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều, kế hoạch 181 về thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, kiến thức chung về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, phương pháp và kỹ năng đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Lớp tập huấn nhằm cung cấp về kiến thức chung và các kỹ năng phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho đối tượng là thành viên đội xung kích phòng chống thiên tai, lực lượng tình nguyện chữ thập đỏ, người dân ở cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Hôm qua 17 tháng 6, lãnh đạo quận Ninh Kiều chủ trì cuộc họp góp ý phương án thiết kế công trình cải tạo vỉa hè, cây xanh, bờ kè Mạc Thiên Tích và cải tạo dễ phân cách đường Nguyễn An Ninh, Châu Văn Liêm, đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Tần. Diện tích thiết kế công trình nằm dọc theo tuyến bờ kè Mạc Thiên Tích, quận Ninh Kiều, với khoảng 9.300 m² gồm 3 đoạn, đoạn 1 từ đường 3 tháng 2 đến Mậu Thân, đoạn 2 từ Mậu Thân đến 30 tháng 4, đoạn 3 từ 30 tháng 4 đến Nguyễn Thị Minh Khai, dự kiến đầu tư nâng cấp cải tạo vỉa hè, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, trang trí, cây xanh. Riêng đối với phương án đầu tư cải tạo giải phân cách đường Nguyễn An Ninh, Châu Văn Liêm và đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Tần, dự kiến nâng cao giải phân cách và thay thế các cây xanh còi cọc nghiêng ngã, tổng mức đầu tư cả hai phương án hơn 10.600.000.000 đồng. Khu vực bờ kè Mạc Thiên Tích và hai giải phân cách nói trên được đầu tư khá lâu, hiện trạng lát gạch vỉa hè bị bong tróc, hệ thống đèn chiếu sáng hư hỏng, cây xanh bị sâu bệnh già cỗi, gây mất mỹ quan đô thị. Ông Quỳnh Trung Trứ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, yêu cầu đơn vị tư vấn cần nghiên cứu khảo sát lại các công trình để đề xuất giải pháp phương án cụ thể và hợp lý. Tại thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều là địa phương được lựa chọn để tổ chức điểm về lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Theo kế hoạch, lễ ra mắt sẽ được tổ chức tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế. Dự kiến lễ ra mắt có hơn 1.000 đại biểu, trong đó có hơn 250 cán bộ chiến sĩ thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ diễu binh diễu hành và diễn tập thực binh. Lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các sở ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ buổi lễ ra mắt, xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong công tác huấn luyện lực lượng tham gia diễu binh, biểu dương lực lượng, trình diễn các tình huống liên quan đến an ninh trật tự. Ngay sau khi kết thúc năm học 2023-2024, các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã bắt tay ngay vào việc xây dựng sửa chữa trường lớp, chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh đã sử dụng hàng chục năm, đến nay xuống cấp hư hỏng và quá tải so với số học sinh theo học. Để giải quyết tình trạng này, quận Ninh Kiều đầu tư hàng chục tỷ đồng cho việc xây mới thêm các dãy phòng học và tu sửa các phòng học cũ. Cũng trong thời gian này, trường Trung học cơ sở Chu Văn An được khẩn trương sửa chữa lại các phòng học, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng 8 tới. Trong gói thầu có 2 hạng mục, thì trong đó cái hạng mục là cải tạo khối 12 phòng học. Thì nhà thầu đã tiếp nhận mặt bằng từ ngày 3 tháng 6 năm 24, thì dự kiến đã hoàn thành 15 tháng 8 năm 24. Ngay sau khi kết thúc năm học 2023-2024, các quận huyện đã bắt tay vào việc xây mới, tu sửa và cải tạo một số trường học có thời gian sử dụng lâu, phòng học, sân trường và các thiết bị khác bị hư hỏng, xuống cấp. Phòng dục và đào tạo cũng phối hợp với các đơn vị có liên quan, trong đó là ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất của Bình Thủy, triển khai các cái công trình sửa chữa nâng cấp hè ở tại các cơ sở dục. Từ đến thời điểm này cũng đã triển khai hơn nửa tháng rồi. Và cơ bản là sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ này trước cái thời gian khi mà các em chính thức trở lại học. Và trong kế hoạch là chúng các cái công trình sẽ hoàn thành là trong trước tháng 8. Ngoài việc các trường sửa chữa nhỏ các cái cơ sở vật chất phòng lớp, thì có một số cái công trình trường được quận đầu tư để sửa chữa trong hè. Trường mầm non sẽ có 3 trường sửa chữa nhỏ, rồi 2 trường trung học cơ sở. Thì hiện nay thực hiện thì bắt đầu là vào đầu tháng 6 này thì một số trường đã có tiến hành sửa chữa và thực hiện cái bàn giao cái mặt bằng. Tính đến giữa tháng 6 này, toàn thành phố đã đồng loạt triển khai khoảng 30 hạng mục tu sửa, nâng cấp, cải tạo trường lớp với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương còn xúc tiến việc xây dựng trường lớp mới như trường Trung học cơ sở An Bình, Tiểu học An Bình, quận Ninh Kiều, trường Trung học cơ sở Trà Nóc và trường Tiểu học Long Hòa 2 thuộc quận Bình Thủy. Khi mà trường nghe tin là nhà đầu tư lại xây trường thì thực sự là giáo viên, ban lãnh đạo nhà trường, giáo viên rất là phấn khởi để giải quyết được cái sự ùn tắc giao thông ở phía trước ở con đường Đại Lộ Bình. Và đồng thời là có được cái những cái phòng lớp rộng rãi, sân chơi rộng cho các em để sinh hoạt trong trường. Với sự chuẩn bị này, năm học mới 2024-2025, các em học sinh sẽ có thêm những phòng học mới an toàn, sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu dạy và học theo chương trình phổ thông mới 2018. Tiếp tục chương trình với các tin tức khác. Trong năm 2024, thành phố Cần Thơ tiếp tục bố trí kế hoạch vốn với tổng số vốn là 471 tỷ đồng để triển khai thực hiện 5 khu tái định cư. Khi các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ cung cấp được khoảng 2.499 nền tái định cư để phục vụ cho nhu cầu bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng với các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn thành phố. Kết quả giải ngân vốn của các dự án đến nay đạt khoảng 61,3 tỷ đồng, đạt 14,22% kế hoạch vốn bố trí. Hiện nay các chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí, phấn đấu hoàn thành 2 khu tái định cư trong năm 2024 là khu tái định cư Ninh Kiều và khu tái định cư Hạ Tầng Kỹ thuật, khu tái định cư Thường Thạnh, quận Cái Răng. Thành phố đã giao vốn chuẩn bị đầu tư cho 3 dự án thực hiện khu tái định cư tại quận Ô Môn, huyện Thới Lai và Phong Điền với tổng số vốn giao là 1,309 tỷ đồng để các địa phương thực hiện thủ tục quy hoạch làm cơ sở triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp báo với lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo đài địa phương và trung ương trên địa bàn thành phố. Buổi họp báo đã ôn lại ý nghĩa và chúc mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 năm 2024, đồng thời thông tin một số hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 năm 2024 và trao đổi nội dung phối hợp giữa Liên đoàn Lao động thành phố với các cơ quan báo đài về công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự đóng góp của các đồng chí lãnh đạo và phóng viên báo đài cho công tác tuyên truyền của đơn vị trong thời gian qua. Hôm qua, huyện Vĩnh Thạnh tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường tuyến kênh B tại giáo xứ Dạng Đồn, ấp B1, xã Thạnh Thắng.
Đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường này nhằm hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2024, qua đó nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sống, xanh, sạch, đẹp, văn minh, tạo nên một diện mạo mới với phương châm vì một môi trường không có rác và sống hài hòa với thiên nhiên, cùng chung sức chống biến đổi khí hậu, tạo chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, nếp sống văn minh, ngăn chặn tình trạng đổ rác thải không đúng quy định, làm mất cảnh quan môi trường địa phương. Ngay sau lễ phát động, khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân trên tuyến kênh B đã chung tay thu gom rác dưới lục bình dưới lòng kênh B với tổng chiều dài khoảng 12 km, quét dọn vệ sinh mặt đường, bờ kè để khơi thông dòng chảy cho kênh. Thời gian qua, huyện Phong Điền đẩy mạnh ra quân phát động nhiều phong trào hoạt động công trình phần việc trồng cây xanh, hoa kiểng, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, an toàn giao thông. Hoạt động này được nhân dân hưởng ứng sôi nổi. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, từ đầu năm đến nay đã quy động được 954 ngày công lao động, tổ chức phát quang lộ giao thông nông thôn, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, an toàn giao thông, được khoảng 6.700 mét, thực hiện dọn cỏ, khai thông dòng chảy 5.450 mét, kè mé xây dựng gia cố đê bao 60 mét. Ước giá trị nhân dân đóng góp trên 800 triệu đồng, đồng thời tổ chức nhiều đợt ra quân phát động trồng cây xanh, hoa kiểng nhân các dịp lễ Tết ngày quan trọng, thực hiện nâng cấp sửa chữa nhiều tuyến lộ giao thông nông thôn xuống cấp trên địa bàn. Thời gian tới, huyện Phong Điền thường xuyên kiểm tra việc nâng cấp các công trình giao thông nông thôn, kè mé chống sạt lở, trồng cây xanh, hoa kiểng, xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, xuất hiện tình trạng tăng huyết áp, khó thở, nghẹn vùng ngực, đau bụng, tiểu ra máu. Bệnh nhân NVT 82 tuổi quê Sóc Trăng được người nhà đưa đến kiểm tra tại Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ. Tại đây, các bác sĩ thăm khám và tiến hành làm các kết quả lâm sàng cho ông T. Kết luận ông bị viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, sỏi thận, suy thận cấp, đặc biệt trong thận phải, bàng quang có dị vật bám đầy sỏi. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện và được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đàm Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ trực tiếp nội soi xử lý. Ghi nhận dị vật ở vị trí niệu, dị vật lớn, khá phức tạp, niêm mạc bám chặt xung quanh, còn gọi là khảm, rất nguy hiểm khi phẫu thuật, có thể gây kéo luôn niêm mạc niệu quản, biến chứng rất nặng nề. Sau hơn một giờ đồng hồ, với sự cẩn thận tập trung cao, các bác sĩ đã lấy dị vật thành công ra một ống thông son GG dài khoảng 20-25cm từ thận phải bàng quang, đã đổi màu đen do bị biến chất bám đầy sỏi. Hiện tình trạng bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, giảm hẳn các triệu chứng đau, không còn tiểu ra máu, ăn uống được và đang được theo dõi tái khám. Tại nhiều địa phương xuất hiện tình trạng các đối tượng dụ dỗ học sinh sinh viên mở tài khoản thanh toán để phục vụ cho mục đích xấu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng của học sinh sinh viên. Theo đó, các đối tượng tội phạm lôi kéo dụ dỗ học sinh sinh viên đã được cấp căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng và trả công cho người mở. Đối tượng dụ dỗ học sinh bằng việc cung cấp cho học sinh điện thoại có sẵn SIM để đăng ký mở tài khoản ngân hàng và dịch vụ Internet Banking, SMS Banking. Sau đó, đối tượng yêu cầu học sinh trả lại điện thoại, cung cấp thông tin, tên, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực OTP. Tiếp đó, các đối tượng dụ dỗ học sinh này cũng thu thập dữ liệu sinh trắc học, khuôn mặt của học sinh, Face ID, để phục vụ xác minh danh tính của khách hàng khi có yêu cầu. Các tài khoản này sau đó thường lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố. Thưa quý vị, khi trẻ được học các kỹ năng bơi lội, được thả mình theo dòng nước mát trong những ngày hè, không chỉ giúp cho trẻ rèn luyện thể chất của mình, mà còn có được những kỹ năng bơi lội phòng chống đuối nước. Hiện nay, ngành giáo dục tại các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ tăng cường hoạt động dạy bơi cho học sinh. Sau đây mời quý vị cùng đến với lớp dạy bơi tại trường tiểu học Tân Thạnh, huyện Thái Lai, thành phố Cần Thơ. Tuyệt đối không được nhảy xuống cứu. Đầu tiên là mình muốn cứu người ta, mình phải bảo vệ cho mình trước. Thứ nhất là chúng ta phải hô lên thật lớn: mọi người ơi, ở đây có người bị đuối nước, có ai không giúp tôi với. Rồi sau đó bắt đầu mình sẽ quan sát xung quanh, xem có vật gì để mà cứu người ta được không. Thứ nhất là chai, phao, mớp. Trong mùa hè này, vào 7 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, lớp học bơi tại trường tiểu học Tân Thạnh, huyện Thới Lai diễn ra đều đặn với khoảng 20 học viên. Ngoài việc được học bơi, các em còn được trang bị những kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước. Vừa biết bơi mà vừa có kỹ năng thì khi mà các em nó gặp những cái tình huống đuối nước
thì các em nó sẽ đầu tiên nó sẽ bảo vệ được cái bản thân, sau đó nó mới tiếp tục nó cứu được những cái người bị đuối nước. Từ năm 2017 đến nay, với sự đầu tư từ ngân sách nhà nước, toàn huyện đã xây dựng được 9 hồ bơi tại 9 trường tiểu học với kinh phí trên 4 tỷ đồng. Đây là điều kiện thuận lợi để các trường tổ chức lớp xóa mù bơi cho học sinh. Mùa hè này, tất cả 9 trường có hồ bơi đều tổ chức lớp xóa mù bơi cho tổng số gần 200 em học sinh. Từ đó giúp các em tự tin, bảo vệ bản thân khi sống ở môi trường sông nước. Mà lỡ dùng sông nước mà nếu như mà mình không biết bơi sẽ rất nguy hiểm. Ngoài quyền học bơi thì thầy còn dạy cho các con thêm kỹ năng để phòng tránh đuối nước. Chỉ ở đây là dùng nông thôn, nếu như mà tất cả mọi người biết bơi thì sẽ rất là an toàn, đặc biệt là trẻ em. Cái lớn chị năm nay 25 tuổi mà cũng không biết bơi nữa. Chị giờ con nó lớn rồi mà chị cũng phải lo lắng cho nó hoài luôn vậy. Thành ra bây giờ mình cũng kinh nghiệm cho cái đứa sau, nhất định là phải cho nó biết bơi mới được. Đối với lĩnh vực giáo dục thì chúng tôi xem công tác xóa mù bơi là một cái nhiệm vụ rất quan trọng. Vì thế cho nên là trong chương trình hoạt động của năm học cũng như trong hè thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các trường thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền, vận động trong phụ huynh để đồng ý cho các em đến trường để thực tham gia các lớp xóa mù bơi. Với quyết tâm cao thì chúng tôi sẽ làm sao khai thác sử dụng tối đa cái công sức của hồ bơi để tham gia vào việc xóa mù bơi cho các em. Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn là nỗi lo đối với mỗi gia đình vào dịp hè, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi còn thiếu thốn nhiều cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho trẻ. Ngoài sự vào cuộc của nhà trường, xã hội và ngành chức năng, thì mỗi gia đình cần quan tâm tạo điều kiện để con em mình được học bơi, biết bơi và được trang bị những kỹ năng phòng chống đuối nước nhằm giúp trẻ an toàn trước tai nạn đuối nước có thể xảy ra. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 12 giờ của đài chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.